Đồ hình ăn gì ấy, cho mình ăn ké được không? Ké ăn ké nhá. Con gì này? Con lấy lớp chấm con không? Đây là bữa tiệc đón mùa hè nhá các bạn nhá. Hôm nay có những món gì chứ Quang ơi? À, có mấy con hàu với mấy con hô ta tê. Màu sò điệp. Dùng cho người ta sò điệp đấy. Dài dài đây. Thôi. Em với chị ngồi chung đi. Này à, ăn bữa đón mùa hè. Có món thịt bò đấy. Tôm. Bơ hành nhá các bạn. Bơ hành vào đây cho bơ hành nhá. Đây này, tôm tôm tôm. Anh em à. Ít thôi, ít thôi. Hàu ấy. Còn nhiều hơn. Ngon hơn. Mỡ thì không hấp dẫn lắm. Bơ hành tuyệt vời. Thơm cực kỳ luôn. Cầm cho em nhá. Cho đôi đứa hẳn có rượu sống á. Chiên sống. Thơm cho vào mùi quá. Thơm hấp dẫn nhỉ. Anh đổ nước ra ngon hết, đào kè vào đây nào. Ok nào, ngon chưa? Đây bữa ăn nhẹ buổi chiều nha các bạn nhé. Ăn nhẹ rồi thôi, chưa phải ăn chính đâu nhá. Riêng quần thận duyên nhá. Anh để bác cho này em. Anh đưa vào để em đây đi. Đang còn một con nữa kìa ông. Đúng rồi. Anh có phải cho cái này vào không? Cái này nè. Cái này để chặt ha. Ôi mày có con tôm kê nhá. Có con tôm ở đây kê. Nhớ đây kê con tôm ở đây đi. Để hết tiếp ra ngoài rồi. Không cần đâu. Xích à. Phụ em phục em phụ các chị em đây. Rác cái Duyên ạ. Không phải nước sấm đâu. Biết à? Không hay. Không nóng không? Rác cái gì ạ? Rác thằng này rác. Cầm được cầm được. Không biết bọn em đi ăn gì ăn công đi cái gì mà. Cái đây mồm mà nóng này liệu còn bỏng mồm không? Tá đâu? Ăn thử rồi. Sao sao thử đi. Mỏng em đèn. Hàu đúng không? Hàu nướng bơ hành đúng không? Canh đâu? Bắt nó chanh kìa. Thôi cứ bơ hành cho chanh chi cho nó. Ngon cực, ăn này không ngon cực. Chấm tí là không chấm, không chấm. Không chấm cái gì cả. Cái nước biển mặn rồi. Tên này em mình để đất xuống đó. Ôi đấy. Ồ ồ ồ. Nó ngon ngon. Nó sôi thì nóng quá. Bơ thơm ấy. Cái nhá con này tôi nhận để ra ngoài trong nguội nhá, giờ tôi check cho anh em xem nhá. Ngon mới tôi bỏng mồm. Em để đâu em đâu. Bắt đầu ăn nha. Điện thoại để bên hấp dẫn luôn em. Ô đã hết hầu rồi à? Ô vai. Thì bà Dung ăn được mà. Tắt phải ăn thử. Thì là không còn mà không? Ta đợi mãi. Ừ. Cho ta một ăn ngọt nhỉ? Ngọt nhỉ? Ngon thơm. Ngon. Béo nhá. Béo chứ đúng rồi. Nhưng con này vẫn bé. Ừ. Để. Hồi em mua eo ông con to như bàn tay. Ừ. Đó. Khoảng có 140. Nạc đâu? Nhưng mà con này bé như là hàng free. Quá đẹp. Đang tiếp tục nướng sò điệp. Đó không chịu phát nào à? Ăn từ từ thôi. Cái này sôi. Ôi. Làm gì làm gì? Đâu. Yo. Đâu. Yo. Nhẹ hơn vỡ cốc của tôi đấy. Một. Hăng quá lại vỡ cốc của tôi rồi. Hai ba. Yo. Cái này lấy phần này cho Chuyên đấy. Năm con hô ta tê. Mười mấy con hàu. Cốc này có hạn chế đúng chung ha. Ok. Vì như thế mà lại mua thêm đống đồ nữa để ấy đấy. Sao gặp à thế tất nước rồi đã. Cảm ơn. Mời tất cả các chị uống cái này. Bạn nha. Chân bắt chỗ. Anh cho xin hơi bài. Ừ đây đợi tí. Hôm nay buồn à? Để đây nhá. Nó cho hồng câu nhỉ nhá. Ra. Ra. Ai uống đây đây. Chị Giang, nằm non uống cho mát. Em chị uống. Chị Giang ơi, con này chị đây chị Giang. Nằm non uống cho mát. Nào ăn tôm anh em ơi. Nào. Quang ơi, bật đi. Tâm sự các bạn là mình là 4 năm nay là không được ăn tôm rồi. Này. 4 năm nay. Ừ, không phải là không được ăn tôm mà bị dị ứng tôm. Đấy, chị ơi. Nhưng sao đợt này sang bên Nhật này lại không bị làm sao nữa. Để cái ăn ok rồi các bạn. Thế là mình giờ là đó, đúng rồi, không được kiêng kỵ cái gì nữa. Mấy nữa là làm quả ăn mừng mua hận tôm hùm mới ăn nhá. Này. Anh em đau quá chị ơi. Thôi. Nào ăn đi. Cái này có anh tôi đây nữa không? Sao mày biết? Ta lên nhận đây. Mời tất cả các bạn nhá. Mấy em đấy uống rồi. Hát quá. Đây. Thưởng thức con sò điệp nhá anh em nhá. Hú phát nước đã. Ngọt. Đã. Thật không? Nóng. Ngọt thật đấy. Ừ. Ngọt lắm. Đẹp. Không chỉ nó ăn nhưng mà bên cạnh các bạn thì mình chăm
Ăn không được tự nhiên đúng không? Nhìn thì ăn đúng không? Mọi người cứ tập trung vào nhìn mồm mình. Quay con sò nha. Quay con sò vào đây. Ừ, chào con sò nha. Con này hơi bé, không bằng con hôm trước. À, Mấy cái mồm thì ăn thì nó mới nhìn trông tiền chứ còn. Chưa sáng sớm đang uống. Đã ngọt nha, ngọt lắm. Uống nước. Bạn là mồm thần thánh. Ăn ăn sò với lại mỡ hành không ngon bằng ăn bơ hành nhỉ? Bơ thấy hương vị sao? Tuyệt vời. Ôi. Quái bay rồi. Thôi này. Ờ ngứa cực. Trần sáng đánh đốt. Cái món gì ạ? Quang sẽ chọn món gì để check nhỉ? Lấy cho các bạn à. À mình có con hàu, mình thích ăn hàu lắm. Ờ, cho sụn vào đi, cho sụn gà vào đi. Con thích vị hàu luôn. Ừ, thích cái vị hàu. Vị hàu à? Đây, mình thích à. Ôi, em cầm tay đi. Đây là bát của mình. Hơi nóng nóng, cho xin tờ giấy nào. Nạc em. Đây là bát của em. Nóng nóng, lót tay vào. Ê, ăn nấu, ăn nướng nó phải có cái tí gió này này. Mát. An toàn hải sản này sao thật đi. An toàn hàu. Ôi, nhà kia nó mở cửa mẹ. Nó bà ấy mở lâu rồi, bà ấy không ngán. Nhà kia cũng thôi toàn chăn gai, gối đệm, quần xịt của nó ngoài này này. Con chấm. Chấm, chấm cái này, cái này. Bà bảo biết mà mình nướng rồi. Bà ngồi chứ giờ. Bà thấy được. Ngọt. Nóng ngọt. Chào. Phê luôn. Phê. Cái tôm, tôm chín rồi này, trái. Quá tuyệt vời các bạn. Còn miếng thịt gà chín chưa? Còn đấy không? Cái gà tôm chưa chín ạ? À? Thơm mùi bơ. Có lạc nó thơm ấy. Cho chị cái khay kia quá. Hôm nay mua khay trứng chim cút ở siêu thị. Thử trách thử xem nó có ra gì không. Sợ tí nó đang ấy đánh bom nổ cái bọt phát thôi. Cuốn lấy bạc nướng chắc ăn. Con tôm này ai chăn chưa? Chưa, chưa ai chăn cả. Em rồi, em ăn đi anh thằng chị nó ăn được tôm, phí. Em phải chăn một con với mất một con à. Con chăn mình sinh con rồi. Đây còn hai con tôm nữa. Còn hai con. Đây còn một vỉ tôm đấy này. Ừ hay. Tôi để lên nướng nhá. Để ra ngoài không nóng. Cháy rồi tôm rồi kìa. Ăn đi. Nóng quá. Kìa rau bên này có ai ăn rau này. Bên này hết rau rồi. Để đâu này, nói thật nhá. Cứ mời Duyên sang là Duyên chỉ ăn okay. Rau thôi. Duyên Duyên lắm. Hiền ăn giỏi nhỉ. Đi sau dịp mà đã ăn hết rồi. Ai. Ôi chị ơi, Hiền à. Ánh Hiền mùi. Không sao đấy. Ở với Hiền đâu phải quen hả? Con tôm này không ai lật gì cả, nó khô rồi. Còn một con quế các bạn đây. Tôi xử lý nó con quế nhá. À nóng. Đấy tí giấy nhở. Đây giấy cho chị. Ra dẹp đồ bớt vào đây. Chuyên đây. Bớt vào kia đi. Rồi ok. Nước có chảy xuống kinh quá. Thank you nhé. Cho xin cái xìa để trách cái. Ôi con tôm nó xè nước anh ạ. Nước chảy xuống tàn. Các bạn nhìn thấm ra không? Bơ hành lạc. Hôm nay cho xin cái bánh bao cho anh. Thèm bánh bao quá. Thằng Quang tham bánh bao thằng không cái nào. Thằng hai đĩa. Một thằng hai đĩa. Thằng không cái nào. Không cái nào. Ăn hầu nhiều mà không chán nhỉ. Nóng vẫn ngon. Đã. Múc nước này tuyệt vời này các bạn này. Ngọt cái nước rồi. 2, 3, go. Thế rồi phát ra ầm ra ra chửi chứ. Chưa hề ăn đâu. Không phải đúng là một đội giả hơi nhỉ. 2 giờ chiều nắng sấp mặt ra đi ra đố đốt lửa ăn nướng. Toát hết mồ hôi. Này đánh em mình ăn chiều tốt hơn nhỉ? 4 giờ chiều nhỉ? 4 giờ chiều, 4 giờ chiều ra đi mũi đốt. cho xin cái bánh bao để giới thiệu cho các bạn về. Ai ăn thì nướng theo nướng qua qua này. Bánh bao người Việt Nam làm tại Nhật nhé.
Made in Việt Nam trên đất Nhật. Made in. Này phê này. Trứng này. Nhân thịt nhá, mộc nhĩ. Này mọi người ăn trứng đi, ăn ăn thử trứng xem nó như thế nào. Chấm đã. Không, chấm đã. Chấm đã. Chấm đã. Chấm đã. Chấm đã. Nước, nước thịt nướng này ngon à? Chấm đã. Anh Quang ơi, xe xí nước chấm anh. Thơm không? Thế đã. Tự ớt. Anh vào lấy. Anh lấy chấm viên đá rồi đó. Chị em mình cầm đâu. Này, anh không có lá mà. Này, anh đầy đá. Chấm rồi. Anh có chả chấm ớt chấm luôn. Anh Quang, chả chấm ớt chấm ai duyên. Chấm đã. Anh trứng vẫn thế ạ, chả không thế ạ. Nóng quá, nóng quá cái ạ. Anh trứng nó vẫn thế mà. Thật tệ giống như Việt Nam luôn rồi. Trứng nó vẫn thế mà. Chưa nóng, để ngạnh như đâu ấy đâu. Ăn đi. Dạ mà đi, ăn nướng no được ấy. Thế là cấp. Ừ. Ừ. Mưa cho mát. Nóng quá. Ôi nhưng mà nó nóng tắt mồ hôi đang gió thổi mát kìa. Thấy chưa? Nóng quá, ra lưng quá. Mặc kia như môi mắm mà ăn nhưng ăn hơi sành đấy. Ngon đấy. Hơi sành ăn. Ngon không? Tẩm vị thịt bò ngon. May chưa nụ em tay chân đấy. Rồi em là con hồng bài hát người tin rồi. Ui, chín này. Xấu với mọi người đấy nhỉ? Chính mày. Nướng trong vàng luôn đấy. Đi rồi ăn đi. Không, chưa gấp ta. Ơ, mọi người ăn thịt bò đi. Để em hùng hết khói này. Xong hơi mặt, xong hơi mặt. Xin chào đó. Xin chào hết. Đấy, bò đái gì? Tao không có. Kẹp xịt nên cho. Anh biết được cục bò nó làm lúc nào tao đâu biết. Ơ, cụ mạnh cũng nhà mạnh, có cái tự làm đá được mà. Hay hỏng rồi. Tự làm đá á? Ừ. Đủ anh biết, anh biết cái bên bên tay trái mà để cho để có cái bình đây này. Có mà. Cái tủ lạnh cũng có, tủ lạnh mới không có. Có. Tí bảo chị em cũng đi đặt Coca đi. Chín sát vào nhau sang rồi. Bây giờ cái Coca đây, cái tủ lạnh cũ nhà mày vẫn đang dùng. Vàng nhá, nướng nó vàng. Cũ. Nó có cái bình nào? Chấm có cái bình. Có cái bình. Có bình. Cho nước vào đấy. Cho ở dưới nó phải cháy nước xuống. Lúc mà được. Ôi cháy rồi, cháy rồi. Ngon. Cháy rồi. Thơm này. Cái chan ăn cái vỏ ăn trắng trắng làm gì? Nướng ăn nó nóng không? Bỏ nó miếng. Ô lại xeo xeo ăn xeo dẻo dẻo thấy dai. Ngon. Em ăn tôm bị ngứa. Nướng được các bạn nhá, không bị nổ nhá. Ra xã hội. Mất xe này các bạn nhá. Bây giờ anh em chị em mình xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhá.